Hello, xin chào tất cả anh em quay lại với kênh video của Shop Zonzo Điện Máy. Trong video này thì bên Shop Zonzo lại lên video lại đối với em nó. Em nó là có sự mong đợi của khách hàng rất là nhiều rồi. Đây, em Phantom FT30. Thì trước đây thì bên Shop Zonzo là lên video rất là nhiều về cái dòng máy sách tay gia đình này. Đấy, thì là bây giờ em nó lại xuất hiện lại sau một thời gian vắng bóng, không xuất hiện nữa. Thì đặc biệt là bên Shop Zonzo là cũng thấy lạ, bởi vì là hàng này ngon bổ rẻ thế này mà tại sao bây giờ là nhà máy này không sản xuất ra nữa. Thì rất là may, tin vui đây. Thì trong video này thì là bên Shop Zonzo lại tiếp nhận được cập bến 500 em máy rửa xe xách tay gia đình, hàng phân khúc ngon bổ và rẻ, khỏe và mạnh. Đấy. Đây, em Phantom đây. Thì đối với phần thông số này thì là bên Shop Zonzo lại cũng không nói lại nữa. Đấy. Để thì nói lại nữa, anh em cũng đã nắm bắt được rồi. Anh em, phần thông số này thì bên Shop Zonzo là cũng không nói lại nữa anh em nhá. Đấy, Shop Zonzo nó cũng nói lại rất là nhiều lần trước đây rồi. Vì thông số này thì chỉ mang tính chất gọi là tham khảo, nắm bắt được là máy nó như thế nào. Còn thực ra như này, anh em test máy thực tế, áp lực và độ cân nặng thì mới quyết định rằng máy là nó khỏe hay không, bền hay không là vấn đề mấu chốt. Nhưng thực ra như thông số nhà máy thì thực ra như này, anh vô bờ vô bên lắm. Máy rửa xe thì trên thị trường thì đầy luôn. Đấy, cũng cùng mẫu mã như thế này. Nhà máy thì là sản xuất ra cả phiên bản gọi là Honda chẳng hạn, gọi là dòng khác vân vân. Nhưng mà hàng này đây, thương hiệu chính thống anh em nhá, Phantom. Phiên bản là cùng cha sắp khác mẹ với Sumati anh em nhá. Đây. Hình thức mẫu mã như nhau, màu xanh là lá cây anh em nhá. Ngon lành luôn. Ngon bổ rẻ 2 triệu ma. Và đặc biệt là đây có chỉnh áp đây anh em nhá. Đây, chỉnh áp. Đây là công tắc bật on off này. Đây cửa ra này, cửa vào đây. Đấy. Em này là em ấy văng bóng là rất là dài rồi, bây giờ xuất hiện lại để gọi là mang những cái niềm tin, niềm vui lại cho anh em và đặc biệt khách hàng. Này. Phantom FT30. Về đặt phần phụ kiện đây đây anh em này. Dây 12m nhá, dây bố vải bố rù hàng chất lượng cao nhá. Bình bọt này, lọc rác này. Đấy. Súng cao, súng xịn sò luôn nhá. Rất là đẹp. Ống nối dài này. Đây. Dây hút ruột gà chống xoắn nhá. Đấy. Rất là ngon lành luôn. Và đặc biệt là như này, là trong chương trình thì Zonzo, bên Shop Zonzo là cũng tặng kèm cho anh em là hai bộ khớp nối nhanh bằng đồng xịn luôn anh em nhá, dày dặn luôn. Đấy, về anh em để sử dụng cho nó thuận lợi trong công việc. Đây, nhân vật chính đây anh em. Nguyên xác là 12 cân này. Nguyên xác 12 cân và áp lực là 20 cân nha anh em nhá. Hàng xách tay này, là mẫu máy này là rẻ rồi và khỏe rồi. Đấy. Thì không có nghĩa lý gì mà không đầu tư lên một em về để dùng, đúng không? 2 triệu bao ship về tận nhà luôn mà lại tặng kèm luôn là hai bố này. Đấy, hai bố nối nhanh đây. Quá sướng luôn. Đấy. Và áp lực cao nữa. Đấy, về dùng gia đình xách đi xách lại thuận tiện, đem lên gọi là trên tầng được, xịt rửa vệ sinh điều hòa hoặc là tưới cây tinh hoa hoặc là rửa xe ô tô xe máy thì khỏi bàn luôn. Đấy. Đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Mang đi mang lại, mang đi công trường được hoặc là mang đi các nơi. Đấy, ví dụ như là các bác là mà vệ sinh điều hòa thì mang đi thì quá ngon lành luôn. Đấy, có 12 cân nguyên xác, phun thùng là 14 cân anh em nhá. Cả phụ kiện, cả máy, cả cái bìa cà tông này, 14 cân. Đấy, anh em đi quá mang đi quá gọn luôn, mang thể mà có thể là mang đi du lịch được. Đấy, mang đi du lịch là có thể là trời mưa bẩn thì có là xịt rửa xe ô tô chẳng hạn. Đấy, hoặc là đồ của một gia đình nó bẩn thì là anh em đem ra xịt
sạch luôn là như thế, rất là tiện lợi đối với hàng sách tay gia đình này, rất đảm bảo luôn, ngon lành để cho anh em sử dụng. Với tầm phân khúc mà 2,3 triệu này thì là ngon lành luôn rồi anh em nhá. 100% là motor là lõi đồng anh em nhá, chịu sò luôn đấy, và bảo hành là thời gian 6 tháng anh em nhá. Có gì liên hệ với số bung Dô sẽ hỗ trợ anh em về xử lý về kỹ thuật, từ động cơ này, từ đầu bơm này. Trong thời gian 6 tháng mà động cơ mà có vấn đề mà nó ảnh hưởng, nó kêu to hoặc là nào đấy, điện cho Dô, Dô sẽ hỗ trợ anh em hết mức. Đấy, còn về đầu bơm này, ví dụ trường hợp nó ra dầu, ra nước hoặc là nó dơ e, nó kém thì điện Dũng Dô, Dô sẽ gửi bảo hành cho anh em là bộ ba van phớt để anh em xử lý. Còn nằm ngoài thời gian bảo hành thì anh em điện số Dũng Dô, Dũng Dô là sẽ có kỹ thuật là hỗ trợ anh em xử lý. Đấy, còn nếu ví dụ như trường hợp các bác khách hàng nào, anh em nào mà muốn gửi máy về chẳng hạn thì là đóng nguyên máy thôi, gửi về bên Dũng Dô là xử lý cho, còn chi phí bao nhiêu thì là anh em tự bố trí. Đấy là như thế, đấy là cái vấn đề về bảo hành. Đấy, còn tiếp theo là như này, tầm ngân sách ngon lành luôn anh em, nhìn quá sướng không. Tầm 2,3 triệu này thì không có con máy nào như con máy này luôn, hàng sách tay. Về xịt rửa gia đình thì đỡ phải ra quán đúng không ạ, ra quán thì mất phải 20 rồi, 20, bây giờ rửa xe máy thì cũng phải 20 hoặc là 30, ô tô thì 50-60 đấy, hoặc là thậm chí là cao hơn còn có. Nếu mua con máy này tiện luôn, là tưới tây cây tưới hoa rửa xe thì khỏi bán luôn đây. Không phải nói một câu nào luôn anh em ạ. Rồi anh em nào mà có nhu cầu thì điện cho bên Súc Dô nhá, qua số điện thoại là 0967 123 366, 0923 803 222. Rồi để Súc Dô là cung cấp cho anh em những dòng máy ngon lành hơn, xịn xò hơn. Đấy, bên mẫu này chẳng hạn, vắng bóng rồi bây giờ xuất hiện lại, giật cả mình ra anh em ạ. Đấy, bây giờ là mang lại niềm tin cho anh em, thì anh em ủng hộ Súc Dô để Súc Dô có động lực là lên tiếp theo kế tiếp, hoặc là những sản phẩm. Và anh em cũng nhớ là đăng ký và like share để kênh Súc Dô phát triển mạnh hơn. Xin cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.